In. Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất là hay. Đây là cái module nhân dạng giọng nói PR3. Đấy. Mình đang làm nó với con Arduino. Để làm được con này thì mình cần thư viện của nó và một cái code phần mềm để ghi âm cái giọng nói của mình. Đây, đây là kit Arduino Uno PR3. Con này là con module giọng nói. Cái này là cái mic này. Đấy. Ở đây mình đã kết nối với máy tính rồi. Thì ở trên màn hình laptop của mình đang để hai cái code, một code code này thì mình cũng tham khảo ở trên mạng rồi. Nếu các bạn cần thì mình gửi cho. Code này bên mình có hai code, một là cái code mình ghi âm cái giọng nói của mình. Đây là đây. Code ghi âm đây. Khi mình nạp cái code này vào ấy thì mình sẽ khi nạp xong nhé, nạp xong rồi mình sẽ truyền. Đây, ví dụ như mình truyền là on. Copy cái này vào. Đấy, copy. Sau đấy mình đưa lên đây, mình truyền vào đây. Thì khi mà truyền vào ấy thì mình sẽ nói là on. Khi mà nó hiển thị successful thì cái on của bạn đã thành công. Và tiếp tục mình truyền một lần nữa. Mình truyền là in đi. Thì nó sẽ tắt là in một đấy. Ví dụ như là này. Nhưng mà lại là in nhé, một này và in này. Thì khi mà ở dưới nó báo là successful thì cũng là nó ghi âm thành công. Sau khi ghi âm thành công rồi thì các bạn tiếp tục nạp cái code thứ hai. Cái code này là cái code để điều khiển bật tắt led. Thì đây mình đang điều khiển con led thứ 13. Đấy. Đây là sơ đồ chân kết nối chân RXT. Con này nó tiếp theo chuẩn UART. Đây mình đang bật tắt con led 13. Thì mình đã thực hiện nạp cái code này rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện thực hành ở trên cái kit Arduino luôn. Ở trên cái kit Arduino này thì mình đã nạp cái code là khi mình nói on thì led số 13 sáng và nói in thì led 13 sẽ tắt. Và cái âm thanh rồi mình nói mình phát ra ấy, thì nó phải chính xác. Thì con này nó mới bắt được tín hiệu chính xác. Đây mình thử nhé. On. Đấy, thì nó sẽ bật đèn đấy. Mình nói in thì nó là tắt nhé. In. Đấy. Lại lần nữa này. On. Đấy, led 13 sáng. In thì nó sẽ tắt. Đấy, rất là nhạy. On. In. On. In. Rồi, vừa rồi mình vừa giới thiệu qua về cái module nhận dạng giọng nói PR3. Các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, hãy like và subscribe cho nhóm.